Lại một dòng đục 17 ly nữa hôm nay sẽ lên kệ với mọi người. Đó là dòng đục của thương hiệu Canyuo, mã của sản phẩm là 8423. Đây là cái tem phụ của nhà nhập khẩu và 4 trung tâm bảo hành chính tại Việt Nam. Mã của sản phẩm là 8423, công suất của nó là 1300W này. Và đây là số lần đập trên 1 phút, nó là 3600 mọi người, khỏe đấy. Con này giá cũ thì hiện tại là bên mình đang có thể là giữ giá đến hiện tại bây giờ là 1.990.000 miễn phí vận chuyển cho mọi người. Tại thời điểm mình cái đăng video này, con này có cân nặng cả hộp cả phụ kiện của nó là 9,5 cân. Thì các dòng đục 17 ly như mọi người cũng biết rồi, thì làm chủ yếu là các công trình điện nước, xây dựng, đục phá nền đấy, đục các cột bê tông, các thợ chẻ đá ở khu vực miền Trung cực kỳ là thích cái dòng của Canyuo này. Thì đây mình sẽ mở hộp và bóc hộp luôn. Đây là cái vỏ hộp đựng của máy, được đựng bằng bằng hộp sắt nhé. Đấy, đây mình sẽ mở hộp này. Phía bên trong máy được bảo vệ bởi một hai lớp xốp ốp lại với nhau. Phụ kiện đi kèm theo này, bộ dụng cụ để tháo lắp lọ mở cha này, tặng kèm theo một lọ mở cha này, và được tặng kèm theo một mũi nhọn của hàng đi theo máy nhé, một mũi nhọn vào hàng đi theo máy. Và hơn nữa là mình sẽ tặng kèm theo, bên shop sẽ tặng kèm theo một mũi nữa. Một là mọi người có thể lấy mũi nhọn, hai là mọi người có thể lấy mũi dẹp nhé, tùy vào theo sở thích của từng người. Đấy, vào công việc nữa. Ba nữa, nó là một sách hướng dẫn sử dụng và một thẻ bảo hành của công ty. Đây là thẻ bảo hành của công ty và các thương hiệu mình đang phân phối là Kazaki, Canyuo, Betech, Classic, DU, Begas. Đây, thẻ bảo hành của công ty đây. Một cặp chổi than dự phòng. Đó, và một sách hướng dẫn sử dụng. Đây, sách hướng dẫn sử dụng đây. Và đây là con máy của mình. Dòng đục 17 ly. Đây mọi người, đây là con máy Canyuo 8423 của mình. Tem model của sản phẩm 8423, công suất này 1300W này, lực đập 21J. Tốc độ không tải của cái đây số lần đập trên 1 phút là 3600 này, tem này. Đấy, thiết kế này. Hợp kim phía bên trên, sơn tĩnh điện kết hợp với tay cầm chính có giả bán cao su. Đấy, tay cầm chính có giả bán cao su ở phía bên trên đây. Công tắc chế độ làm việc liên tục. Con này là giống con CLA0810A và CLA0440, đều tay cầm phụ mình có thể lắp ở vị trí này. Thì mình sẽ thực hiện thao tác lắp luôn mọi người. Đây là tay cầm phụ mình lắp ở phía bên trên, mình chỉ cần tháo cái này ra thôi. Đó, sau đó mình sẽ vặn lại. Lắp như thế này thì mọi người đục nền ấy thì có thể thoải mái hơn trong quá trình là mình dí xuống nhá. Đây, mình cầm như thế này. Đó, mình cầm như thế này. Cực kỳ là thích luôn. Mình cầm mình có thể dí xuống hoặc mình đục nhẹ nó sẽ nảy lên, nó đỡ đau tay hơn so với mình cầm hai cái này mình tì xuống. Đó. Phía bên trên đây là cái lắp mũi này. Đó. Mình có thể lắp mũi ở phía bên trong đây, mình dí nhẹ cái này xuống này, mình lắp vào bên trong đây. Bốn đầu bắt bốn con ốc bằng lục lăng 5. Mọi người có thể tháo ra, mọi người có thể kiểm tra. Bây giờ mình sẽ cân máy này. Đấy, mình giờ là mình đã tháo này ra rồi, mình sẽ cân máy. Cả máy cả mũi nha mọi người. Tay cầm phụ luôn. Đây. Một mũi nữa mình bỏ vào trong này. Dây điện mình kéo lên trên. Cân nặng của cả máy sẽ là gần 6,9 cân nhé, gần 6,7 cân. Đó mọi người, 6,9 cân, gần 6,7 cân. Bây giờ mình sẽ cắm thử tiếng máy cho mọi người cùng nghe luôn. Xem là con máy này nó sẽ nghe như thế nào. Mọi người hãy nghe tiếng máy cùng với mình nhé. Đó. Đó, nghe rất giòn và êm tai. Lúc mọi người được nhận máy, mọi người cũng có thể được kiểm tra máy và test máy giống như mình thế này luôn. Mọi người có thể lắp mũi vào đây, mọi người đục rồi mới thanh toán cho người giao hàng. Nên là cực kỳ để yên tâm. Để liên hệ đặt hàng thì mọi người có thể liên hệ tới số điện thoại ở góc bên dưới màn hình 0915935868, hoặc mọi người có thể là chat trực tiếp Zalo số đó cũng được. Hay là mọi người có thể là comment bên dưới cái phần nhận xét của cái video này. Đồng thời mình sẽ bỏ cái đường link video, cái đường link ở trên các sàn thương mại điện tử như là Shopee hay Lazada, mọi người có thể đặt trực tiếp ở trên đấy nhé mọi người nhé.
Và mọi người đừng quên hãy cho mình một like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ mình làm thêm nhiều các sản phẩm review chính hãng hơn của thương hiệu Kaino. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.